Hello xin chào các bạn và anh chị đã quay trở lại với kênh đặc biệt chứng khoán lại tiếp tục là bên đây thì hôm nay thì chúng ta cũng sẽ đánh giá về thị trường và cũng như là sẽ có những cái góc nhìn về ngày mai là cái là phiên thứ sáu là chúng ta là cái phiên giao dịch về cuối tuần Ok rồi à, thì ngày hôm nay thì chúng ta thấy là về thị trường đang có một cái uh, giao dịch gọi mình thấy là giao dịch rất là thận trọng đó các bạn rồi À, và đặc biệt hơn thì chúng ta là trong cái phiên chiều thì có một cái sự rung lắc đúng không? À, rung lắc cực mạnh và gần như là đóng phiên thì chúng ta là có một cái à, giảm điểm à, tương đối nhẹ thôi các bạn. Đó là 1,82 điểm tương đương với 0,15%. À và đặc biệt hơn thì chúng ta là cái thanh khoản của thị trường à, nó giảm sút đi à, rất là nhiều so với ngày hôm trước đó là chỉ đạt ở cái mức là khoảng 20 một tỷ và đặc biệt hơn thì thấy ta là về nước ngoài Đâu, nước ngoài ngày hôm nay mình thấy là bán rất là mạnh đó là 1706 tỷ đó và đặc biệt thì đó là các cổ phiếu như là Vinhome bán rồng rất là mạnh đây các bạn 1 256 tỷ và DGC rồi tiếp đó là như Vĩnh Hoàng à, đặc biệt hơn thì các bạn có chị thấy là Vĩnh Hoàng à, ngày hôm nay thì buổi sáng tăng trần nhưng về cuối phiên thì có một cái À, giảm điểm trở lại đúng không đã à, giảm điểm trở lại và vẫn là xanh à, nhưng mà chúng ta thấy là có một cái nến nó hơi không được đẹp lắm rồi ok thì chúng ta đi vào với thị trường nhanh nha các bạn à, mình quên đây cái mạng tác động à, các mã tác động đây cái mà. các bạn các bạn anh chị thấy là thị trường thì uh, khi giảm như thế này thì cũng có một cái giảm điểm vẫn áp đảo đó đó, những cái mã giảm điểm rất là áp đảo là 241 mã giảm và 201 mã tăng và đặc biệt thì các bạn anh chị thấy là dòng tiền về cuối phiên thì vẫn tập trung vào những cái nhóm như là bất động sản nè đó rồi ngân hàng nè rồi uh, chứng khoán nè và ngày hôm nay ta là có ngành thực phẩm đó ngành thực phẩm thì chúng ta là có những cái mã như là, là là là, giao dịch rất là nhiều ha mình nãy là giao dịch rất nhiều như là các cổ phiếu như là Vĩnh Hoàng đó không? và cái xuất khẩu rồi à, nhưng về góc độ về index ở đây thì chúng ta thấy là đoạn này index chúng ta là đang có một cái đà tăng đó, đà tăng thì sáng ngày hôm nay thì mình là livestream mình cũng chia sẻ với mọi người thì đã đạt một cái mức hưng phấn nó đạt ở cái mức hưng phấn Ờ, thị trường chúng ta đạt ở cái mức hưng phấn rất là cao. À, và một cái mà mình liên tục nói mọi người gần đây là cái biên độ dao động của thị trường cũng rất là lớn. Đó, cái độ dao động khoảng 120 điểm từ đỉnh vào đấy trong ngắn hạn. Thì cho nên là mình nghĩ là về thiên về khả năng thì thị trường sẽ à, đang gặp một cái đà ở đây và mình nghĩ là đang gặp một cái áp lực. À, áp lực ở cái vùng cạn chéo ở từ hai cái đỉnh gần trước đó. Thì cho nên là để mà anh thấy là cái điều tích cực nhất á, Bây giờ các bạn thấy là nó sẽ gọi là vượt luôn cái may này Đúng không? Thị trường sẽ tạo ra một cái đà vượt may Đúng không? Đó, à, ngày mai là cái cơ hội cuối cùng của thị trường Đạt à, cái đà vượt may Và vượt hẳn luôn cái vùng 1294 Thì lúc đó mình nghĩ là thị trường sẽ rất mạnh Đúng không? Nhưng mà cái này kịch bản xác suất thì nó thấp lắm các bạn cái kịch bản mình nghĩ là nó để mạnh đó thì chúng ta phải đến từ những cái nhóm mà như à, ngân hàng chứng khoán bất động sản phải cùng tăng đúng không phải cùng tăng thì lúc đó thị trường mới thật sự mạnh nhưng mà có phải kịch bản mình vẫn thiên về cái khả năng là thị trường điều chỉnh đó, điều chỉnh và tích lũy đúng không điều chỉnh và tích lũy thì cái khúc tích lũy này chúng ta thấy là cái sự dao động của thị trường nó sẽ tích cực hơn đó. còn với lanh quanh thì chúng ta cũng đã thấy mình cũng đã thấy với các bạn anh chị về index ở đây đúng không? Thì cái việc mà thị trường nó rủ đầu tiên thì nó có thể chỉnh Thì những cái vùng chỉnh hỗ trợ các bạn quanh chị cũng thấy được là quanh quanh ở cái vùng 1211 cho tới khoảng vùng 1230 Thì quanh ở cái vùng đó nó sẽ là một cái vùng hỗ trợ của thị trường không? Mình nghĩ là chúng ta coi thị trường nó chỉnh về đâu thôi chứ còn cũng không biết sẽ chắc cú là thị trường sẽ chỉnh như thế nào Chúng ta cứ đợi thị trường tích lũy thôi đó, Mình nghĩ là thị trường nó sẽ tích lũy và sau đó giống như là chúng ta nghĩ là nó sẽ siết lại thôi các bạn đó vì cơ bản thì nó phải tích lũy để à, cái độ dao động của thị trường nó sẽ hẹp dần. Đó các bạn thấy là giảm mạnh nè hồi cũng nhanh nè Cho nên là cái đoạn này nó sẽ phải à, giao dịch chậm lại và tích lũy. Và sau đó nó sẽ chuyển đổi một cái xu, xu hướng, đúng không? Lúc đó các bạn thấy là lúc này nó siết lại rồi nó sẽ tạo ra một cái chuyển đổi xu hướng. Và gần như là nếu mà tích lũy lại các bạn thấy là anh chị thầy thấy là cái gì? Cái đoạn này nó sẽ bắt đầu Trở à, lại đó mà đầu này nó sẽ gọi là giảm lại và cũng như là cái đoạn hưng phấn của thị trường cũng sẽ bắt đầu mất đi và cũng như là khi như thế này thì giống như là cái đoạn này chúng ta là à, nó sẽ ngóc lên đó nó sẽ ngóc lên lại à, giống như thế này này các nhà bạn, đúng không? Như cái đoạn này ở đây và anh chị hình không đó nó sẽ như thế này ở đây đó thì lúc đó thì cái cơ hội của thị trường nó sẽ có cho nên là những cái nhịp mà thị trường cân bằng và nghĩ là vẫn ưu tiên vào những cái nhóm mà như là À, ngân hàng đúng ngân hàng các bạn các anh chị chú ý vào những cái cổ phiếu như SHB không những cái nhịp chỉnh này nó đi tới cái cuối con đường của cái mô hình cái nem đó mô hình cái nem này các bạn thấy là đi tới cuối con đường rồi thì cho nên là các bạn các anh chị chú ý ha cơ hội ha rồi như vi Ban này vi mình nghĩ là nó bây giờ nếu tín hiệu tích cực thì nó phải phóng lên qua được cái vùng này đó phóng qua được cái vùng này nó cũng sẽ lại sáng đúng không giống như các bạn anh chị sẽ nhìn thấy là nó sẽ rơi vào đâu đó những cái vùng mà như thế này nè à, là là thôi có gì bạn chứ còn rồi đó <laughs> nó vượt qua những cái vùng như thế này thì nó sẽ tích cực hơn đó nó qua ha đó cho nên là những cái nhịp này mình nghĩ là cũng nên có những cái góc nhìn để đầu tư vào những cái cổ phiếu ngân hàng nó ngân hàng bạn thấy rất là rất là nhiều đó đã nên đợi thôi mình nó nên đợi như thế nào rồi chúng ta qua vào dòng chứng khoán dòng chứng khoán thì đang tích lũy rồi và nếu là dòng chứng khoán đang tích lũy thì mình cũng xem khoảng tầm hai ba cổ phiếu thôi si vci và như hcm thì ba cổ phiếu này coi cái độ tích lũy nó như thế nào mình cũng đang chú ý coi hcm avci nó nhẹ hơn si đúng không các bạn anh chị chê chậm quá thì cho nên làm tay là đang ở tích lũy một cái vùng kháng cự như này đó bây giờ nó đang gọi là phá thế hay không bây giờ nếu mà tầm khoảng uh, thứ uh, ngày mai thứ sáu thứ hai thứ ba đúng không? tầm thứ ba ở đây tầm thứ hai thứ sáu thứ hai mà sau đó thì thứ ba mà nó quay lên nó phóng qua vượt qua cái này thì mình nghĩ là cũng sẽ là một cái điểm hấp dẫn đó đó vci cũng vậy thôi và đây là vci cũng cần chú ý nha tầm thứ ba tuần sau nó phóng lên nó vượt qua những cái điểm gần gần khoảng 48.8 này mình nghĩ là ok đúng không hoặc nó chỉnh lại chúng ta sẽ tham gia rồi đó là những cái điểm mà chúng ta là cần chú ý đối với những cái cổ phiếu này nó vượt qua cái vùng tích lũy tầm thứ sáu thứ hai thứ ba ha thứ ba nha các bạn thứ ba đó nó vượt qua những cái điểm nhạy cảm như thế này vci nè đó, nó cũng đang tích lũy rồi đó, tích lũy rồi nha các bạn đó, ssi nè ssi không nó cũng đã tích lũy cũng rất là mạnh này à, VCI này đó đều hai cổ phiếu này đều có một cái sự tích lũy cho nên là chúng ta cần chú ý những cái vùng kháng cự như thế này để chúng ta thấy là nó vượt qua hay không ha rồi à, đó là những cái góc nhìn mà mình đánh giá về à, các cổ phiếu về dòng chứng khoán và có thêm về bất động sản bất động sản mình nghĩ là đang có có những cái cổ phiếu tạo đáy như Vinhom này đó thì à, chúng ta cũng cần suy xét nha mình nghĩ là đang tạo đáy thì bạn anh chị cũng chú ý vào Vinhom rồi như các cổ phiếu mà như là DG DG mình coi đang coi một cái tích lũy như thế này như thế nào nha mình nghĩ là đang xem xét cho về uh, DG mình đang chú ý đó, các bạn anh chị chung chú chú ý vào những cái cổ phiếu như thế này đó. rồi uh, tiếp theo thì chúng ta là có những cái cổ phiếu mà như là BCM nè BCM nè hôm nay tăng rất là mạnh đây mà thấy không BCM mình chia sẻ mọi người mua ở những cái phía dưới này nè đó cái cây này 51.5 thì bây giờ nó cũng tăng rất là mạnh rồi đó Phr. phr thì mình cũng chia sẻ mọi người canh để chốt lãi rồi thì bây giờ đang canh để mua trở lại ha canh để mua trở lại đối với lại phr thì mình cũng không biết nó đang tích lũy thì đang có nó điều chỉnh như thế nào nếu điều chỉnh tốt mình nghĩ là sẽ vào lại đó. rồi à, đó là những cái cổ phiếu mà chúng ta chú ý ha à, hôm nay thì có đặc phương cũng tăng rất là mạnh nè đặc phương thì mình nghĩ là cũng đang có những cái điểm tích cực những cái điểm này chúng ta cũng không mua được các bạn anh chị cũng sẽ canh được những cái điểm phía sau để đạt Phương cũng sẽ chú ý phía sau để Đạt Phương nó cũng sẽ là một trong những cái điểm chú ý nha Nó đang trong một cái xu hướng nè Hồi phục lại khá là tốt nè à, Để coi chỉnh lại như thế nào à, Chỉnh lại khúc này như thế nào Nó lanh quanh cỡ 46, 47 gì đó à, Là chúng ta chú ý được Rồi các cổ phiếu như Vĩnh Hoàng Hôm nay các bạn thấy là như là dòng à, Thực phẩm đó Thực phẩm có Vĩnh Hoàng à, Mình nghĩ là có điều chỉnh tí á ANV hôm nay cũng gặp kháng cự đúng không đó. rồi như là các cổ phiếu như CMIT này CMIT thì tích cực học một tí nè rồi à, hôm nay thì có những cái dòng mà như VGT đó. thấy cũng vẫn tiếp tục tăng mà mình thấy là trong phiên nó rung lắc rất là mạnh rung lắc rất là mạnh luôn rồi như là TNG cũng đang chú ý như thế nào ha cần những cái nhịp điều chỉnh chúng ta tham gia tham gia rồi thì như vậy thì mình nghĩ là về thị trường về hiện tại thì các cổ phiếu đang có một cái sự phân hóa rất là mạnh thôi có gì bạn chứ cũng chưa có cái vấn đề gì mà cũng đáng chưa có đáng phải lo ngại lắm với thị trường nha chỉ có một cái là với thị trường trong đoạn này mình nghĩ là có một cái nhịp và tích lũy lại thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều để chúng ta cần chú ý những cái cổ phiếu mình nghĩ lúc đó chúng ta đợi cũng được tại tại vì nếu như dự tính thì mình nghĩ là nếu như tích lũy mạnh thì nó có thể là rơi vào khoảng hai đến ba tuần tới đó hai ba tuần các bạn thấy là nó khoảng từ đây đến cuối tháng năm đó nó rơi vào cuối tháng năm có thể là cuối tháng năm bây giờ thì uhm... Được, khoảng tầm 2 tuần nếu mà nhanh thì hai tuần mà còn trễ hơn khoảng tầm 3 tuần thì nó tới được khúc này các anh chị bạn rồi thì mình nghĩ là như vậy thôi thị trường nó cũng không có cái gì đặc biệt trong những cái ngày như thế này đó mình nghĩ là các bạn anh chị mà đang cầm tiền thì cũng gọi là rất lo ngại với thị trường cũng đang lo ngại thị trường gọi là như thế nào chứ mình nghĩ là những cái nhịp mà rung lắc điều chỉnh thì nó sẽ rất là ok cho các anh chị bạn thôi chứ không có vấn đề gì nha đó chủ ý là mình nghĩ là chọn cổ phiếu thôi tại vì bây giờ các bạn thấy là rất là nhiều cổ phiếu nó vẫn có những cái điểm mua khá là tốt như là những cái cổ phiếu về chủ á Chủ mình nghĩ là những cái nhịp và cổ phiếu mà là tích lũy đầu tư thì rất là ok Masan các bạn anh chị có thể xem xét những cái vùng ngắn hạn như này nó có một cái hỗ trợ ngắn hạn này. Có thể là nó chưa tăng ngay nhưng mà chúng ta cũng xem xét những cái vùng hỗ trợ này để đầu tư. Đó mình nghĩ là đầu tư trong ngắn hạn của Masan cũng được nè. Gas nè. Những cái nhịp rung lắc lại chúng ta cũng xem nha. Đó, mình nghĩ là các bạn anh chị xem. Đó, những cái gặp kháng cự ngắn hạn này nó cũng test lại thì test lại chúng ta sẽ xem xét. Và các cổ phiếu về điện các bạn. Đó, những cái cổ phiếu về điện. À, mình thấy là đang run rủ và tích lũy lại khúc này à, chờ những cái nhịp mà nó ok là nó lại phóng lên tiếp thôi đó. những cái điểm mà bạn thấy là may nó mỏng nè những cái cơ hội cho vùng dòng bc 1 cũng rất là tốt nha rồi thì đó rất là nhiều cổ phiếu mà chúng ta chú ý mà à, và cả như hòa phát nè à, hôm nay thì chúng ta thấy là hòa phát nè ngày hôm qua hôm qua các bạn anh chị hỏi mình mua hòa phát đúng không đó, mình nghĩ là vào các bạn anh chị hỏi mình đâu đó khoảng 30.4 30.5 gì đó mình nghĩ là vào cũng được À, vào T cộng thì ở đây cũng khá là tốt thôi nhưng mà nó rủ rồi về đây có vào được không bạn vẫn được thôi bình thường đúng không ở đây mình nghĩ là vào phải họ phát cũng đang khá là tốt này à, và làm tí họ phát luôn bạn t cộng mình nghĩ là ok rồi à, và tiếp tục thì ngày hôm nay thì vẫn đang nắm giữ tiếp tục về BPT thôi các bạn BPT ngày hôm nay thì vẫn rung, rung lắc rất là <laughs> rất là mạnh đúng không rất là mạnh luôn tại vì chúng ta thấy là hôm nay thì có một cái nó ben đúng không nó có một cái điểm Ben nè thì cho nên là các bạn anh chị thấy là những cái điểm này nó có thể là rung lắc một tí thôi nó có thể là nó giữ như này và tích lũy tầm hai ba phiên gì đó nó cũng lại tiếp tục đi à, tiếp tục đi tiếp tục thì cho nên là với những cái đà tăng này và là, là chúng ta thấy là BBT đã có một cái điểm vượt đỉnh rồi. Đúng không? Nó có một cái điểm vượt đỉnh rồi. Vượt đỉnh lịch sử rồi. Thì cho nên là cái đà tăng này nó vẫn tiếp tục thôi. Cho nên là kỳ vọng là đây là à, nếu mà kỳ vọng thì mình có chia sẻ với mọi người thì kỳ vọng đầu tiên nó có phải là về 3x và thậm chí nếu xa thì có thể là 4x. Thì 4x nó là một con đường rất là dài. Đúng không? Cho nên là chúng ta là kỳ vọng đầu tiên thì các bạn anh chị ngắn hạn thì có thể là từ cái điểm vượt đỉnh này chúng ta rơi vào khoảng 20% trở lên là các bạn anh chị có quyền chốt. Đó. 20% trở lên là có quyền chốt rồi. Đó, nó khoảng tầm 7 thế này, khoảng tầm cỡ vùng này ha. À, khoảng tầm như thế này, ba là cũng là rất là ngon các bạn nha. Rồi, à, đó là những cái góc nhìn về thị trường và cũng như là các cổ phiếu mà cho bạn và anh chị chú ý. À, chứ thị trường bây giờ mình nghĩ là cũng chưa có cái vấn đề gì mà phải đáng lo ngại đâu Nó chỉ giỏi lắm các bạn của anh chị cũng hỏi mình là có sập hay không Nhưng mà nó là không sập thì cũng không sập đâu Nó như vậy À, có nghĩa là trong giai đoạn sắp tới thì nó không có biến độ cái biên độ dao động mạnh như thế này nữa đâu, nó cũng không có biên độ dao động mạnh như thế này nữa mà nó chỉ thiên về tích lũy à, mình nghĩ là thiên về tích lũy hơn thiên về điều chỉnh ngắn một tí thôi à, có nghĩa là rung lắc một tí rồi nó tích lũy lại và cái thanh khoản của thị trường cũng sẽ sụt giảm đi bây giờ các bạn chỉ thấy là trong những cái giai đoạn này thanh khoản sẽ sụt giảm đi đúng không có phiên ngày hôm trước đó thì nó 23.000 tỷ thôi chứ còn đâu đó mình nghĩ là nó sẽ dưới dưới 20.000 tỷ và nó sẽ dao động. Rồi, ok, mình nghĩ là thị trường như vậy thôi. Và mình nghĩ là những cái chia sẻ của mình mà hữu ích tới mọi người, mọi người cho mình một cái like, một cái share và thả mình một cái tim ở dưới phần bình luận. À, mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.